NASA đang tiếp tục chuẩn bị cho việc thử nghiệm và cuối cùng là phóng tên lửa siêu mặt trăng, hay còn gọi là hệ thống phóng không gian. Tên lửa này được thiết kế để cuối cùng chở các phi hành gia quay trở lại mặt trăng theo chương trình Artemis, nhưng trước tiên, nó sẽ được thực hiện qua các bước trong sứ mệnh Artemis y chưa phóng. Tuần này, NASA thông báo rằng họ đã sẵn sàng cho việc triển khai tên lửa. Trong đó tên lửa được vận chuyển 4 dặm từ tòa nhà lắp ráp phương tiện đến bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida. Và nếu bạn đang tự hỏi làm cách nào để vận chuyển chính xác một tên lửa khổng lồ cao 332 feet 98,1 mét thì NASA có câu trả lời cho bạn. Bằng cách sử dụng một phương tiện bò khổng lồ có tên Crawler Transporter 2. Đầu ngày hôm nay, các kỹ sư và kỹ thuật viên tại trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida đã lái Crawler Transporter 2. Sẽ mang tên lửa mặt trăng của NASA lên bệ phóng tới cửa của tòa nhà lắp ráp phương tiện VAB. NASA viết vào thứ 6 tháng 3 năm 11, chẳng bao lâu nữa. Bánh xích 6,6 triệu pound sẽ đi vào bên trong VAB và trượt dưới tên lửa hệ thống phóng không gian và tàu vũ trụ Orion được đặt trên máy phóng di động. Các kỹ thuật viên sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị để vận chuyển tên lửa bay với tốc độ tối đa 1 dặm 1 giờ tới khu liên hợp phóng 39B để thực hiện bài kiểm tra diễn tập trang phục ướt trước khi tôi phóng. Artemis. Để chuẩn bị cho tên lửa vận chuyển, NASA đang thu hồi 20 bệ bao quanh nó và tàu vũ trụ Orion của nó. Bằng cách đó, nó sẽ sẵn sàng cho đợt triển khai dự kiến vào thứ Năm, ngày 17 tháng 3. Tên lửa sẽ được đưa đến bệ phóng và trải qua quá trình được gọi là diễn tập trang phục ướt. Đây là nơi mọi thứ được chuẩn bị giống như khi phóng thật và tên lửa được đổ đầy nhiên liệu. Sau đó, sẽ có đếm ngược lần phóng, nhưng động cơ tên lửa sẽ không thực sự khai hỏa. Đây là một trong những cuộc thử nghiệm cuối cùng của tên lửa để đảm bảo nó đã sẵn sàng cho nhiệm vụ Artemis E. Có thể tiến hành vào đầu tháng 5 năm nay. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.